Thưa quý vị, Đà Nẵng là một trong hai địa phương được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 4, cấp độ rủi ro lớn nhất do mưa lớn kéo dài những ngày qua và diễn biến phức tạp. Với phương châm chủ động từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tập trung lực lượng sơ tán người dân, chuẩn bị ứng phó với ngập lụt có thể trở lại vào tối qua. Trường tiểu học Lê Văn Tám, đây là nơi sơ tán tập trung của 19 hộ dân với 44 nhân khẩu nằm trong khu dân cư Khai Cạn, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Ông Võ Lâm cùng nhiều người dân sinh sống tại đây đã chủ động trong việc ứng phó với mưa lụt, do đó hạn chế được thiệt hại về tài sản. Chủ động hơn, tức là coi như là nhiều lần quá rồi, mình không thể để mà đến mà khi mà cuối cùng nữa là mình ấy, thành ra là coi như mình lo đi nước mặn dân giờ là mình lo mình đi. Còn đến đây thì nói chung là toàn bộ là coi như phường đã lo toàn bộ là vấn đề ăn uống nghỉ ngơi có chỗ hết rồi, tức là rất là mỹ mãn. Tại một điểm sơ tán, nhu yếu phẩm của người dân đều được cung cấp đầy đủ. Ở địa bàn dân cư, 100% cán bộ chiến sĩ túc trực tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an toàn tài sản trong thời gian người dân đi tránh trú. Năm nay thì công an phường tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân là đến kỳ mưa bão thì trước hết là mình phải bà con trên tinh thần là tự chủ động. Trước hết là những cái vật dụng mà cần thiết yếu thì mình sẽ có thể là di tản về nơi nhà bà con của chính mình, họ hàng của mình ở những nơi khác mà nhà cửa kiên cố và cao hơn so với lại khu vực Khai Cạn. Đồng thời là công an phường cũng đã hỗ trợ người dân cùng với lại bên nhân quân công ủy ban phường là đã khiêng bưng bê kê dọn những cái vật dụng cần thiết về những nơi khô ráo. Tính đến ngày 14 tháng 10, có 3.763 người dân được sơ tán đến nơi an toàn. Phường Hòa Khánh Nam của Liên Chiểu nhiều nhất với 3.190 người được sơ tán. Ở thời điểm này, công an thành phố Đà Nẵng cũng đã huy động 100% quân số ứng trực với hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ sơ tán, di dời tài sản, ứng cứu kịp thời người dân ở các khu vực ngập sâu cục bộ. Rút kinh nghiệm của đợt mưa năm 2022, tức ngày 4 tháng 12 thì năm nay chúng ta có những cái chuẩn bị tốt hơn ngay từ những cơ sở. Và hiện nay chúng tôi đã thực hiện công tác tuyên truyền đối với chỗ những khu vực cũng như là thường xuyên ngập lụt để đảm bảo cái tính mạng an toàn, đặc biệt là vấn đề sử dụng điện trong những khu đó hết sức an toàn và có những phương án để mà di dời những cái người mà ở cái vùng trũng thấp mà người ta có yêu cầu của lực lượng công an và cũng vận động người ta để mà tới những nơi cao như trường học và các cái chỗ nơi tránh trú để người ta an toàn. Mặc dù mưa lớn có giảm, nhưng trước những dự báo về mưa lụt bất thường, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các quận huyện tiếp tục duy trì số lượng người dân đã sơ tán, đồng thời mở rộng hơn nữa. Tuyệt đối không cho phép lặp lại tình trạng bị động trong ứng phó như đợt mưa lụt lịch sử ngày 14 tháng 10 năm 2022.